Đây là khu vực phía trước chợ Đà Lạt, trung tâm với các gian hàng rất nhiều. Hôm nay tôi đi đến đây rất là may mắn vì thấy được một loại hoa mà được xem là khá là nhiều người cũng muốn biết, đó là cái cây hoa phượng tím. Đây như là một vườn tiểu sinh vật ở Đà Lạt, lan hồ tím rất đẹp, một sản phẩm địa phương, nước dâu hoa bất tử. Đây là dâu. Dâu đi anh ơi, dạ hàng chín anh. Đây là toàn cảnh trung tâm chợ Đà Lạt. Được thiết kế bởi một kiến trúc sư rất tài ba của Việt Nam. Đó là Ngô Viết Thụ. Đây là cây phượng tím ạ. Cái hoa bất tử, hoa này khi ngâm nước nó sẽ gom lại như nụ và để khô từ từ sẽ nở ra, sử dụng rất là lâu. Đây là các loại cây cảnh. Đi lên bậc thang này vài bước thôi thì quý vị có thể đến được những quán cà phê. Lăng Farm, đây là một cái thương hiệu mới tại Đà Lạt về cái loại đặc sản bánh mứt cũng như rượu cần. Theo đường trước cái này tôi thấy cà phê Giao Nguyễn, bên cạnh đó sẽ còn một dãy cà phê nữa, đó là các quán cà phê nổi tiếng như Phượng Tím rồi Nghệ Sĩ, và đây là loại hoa Hài Tiên, lan Hài Tiên quý vị nhá, rất đẹp. Bảo Nguyên, đó là một vài hình ảnh tại khu vực trung tâm của thành phố Đà Lạt.